Xin chào quý vị khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV. Tôi là bác sĩ Lê Đức Xuân Tô, còn đây là bác sĩ Lê Đức Trường Sinh. Chúng ta đang ở trong cái dịch mà đại dịch mà COVID-19 nè. Thành ra đó mình nói toàn là bệnh COVID rồi chích ngừa rồi nhiều quá, nhưng mà mình quên nói rằng bữa nay tại vì bác sĩ Trường Sinh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tiêu hóa với gan á, thì tôi đề nghị là mình nên nói về bệnh COVID-19 và bệnh đau gan. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào bác sĩ Xuân Tô, xin chào quý vị khán thính giả. Người ta ai cũng biết rằng cái COVID-19 là nó ảnh hưởng nhiều tới vấn đề cái phổi, là tại vì cái con siêu vi trùng đó nếu cho ta hửi vào thì nó vô trong phổi, nó tấn công cái bộ phận hô hấp chúng ta trước, làm cho thở không được, rồi ho, rồi nóng sốt, rồi cuối cùng suy nhược về vấn đề hô hấp. Nhưng mà người ta cũng quên lửng rằng là cái con COVID-19 này nó có thể ảnh hưởng vào những cái bộ phận khác ở trong người chúng ta, đặc biệt là những người đã có bị bệnh gan. Ở đây tôi muốn nói rằng là những bệnh nhân mà bị chẳng hạn như siêu vi trùng viêm gan B hoặc siêu vi trùng viêm gan C hoặc là có thể gan nhiễm mỡ, đó là những cái mà phải hết sức cẩn thận, là tại vì nếu không có COVID-19 thì những cái thuốc mà chúng tôi dùng nó sẽ kiểm soát, kiểm chứng hết, không có cái con siêu vi trùng nào mà nó phá được của quý vị, hoặc là có thể căn dặn ăn uống đừng có để cho gan nó bị nhiễm mỡ thì không sao hết. Nhưng mà một khi mà có COVID-19 vô trong cơ thể rồi thì là tất cả mọi chuyện đều có thể bị hoàn toàn là nguy hiểm. Thí dụ ý bác sĩ Trường Sinh nói là khi người ta bị, ta đang bị bệnh gan mà bây giờ có thêm bệnh COVID thì rất cái bệnh gan nó trở nên nặng hơn, thuốc nó không có hiệu nghiệm nữa hay sao? Không phải, thì có những người mà khi mà bị COVID-19 mà đến tới cái giai đoạn mà cần phải vô trong nhà thương để chữa trị đó, thì người ta để ý, người ta thấy khi mà có phần hô hấp mà nó bị suy nhược đó, mà phải đặt ống hay là phải có những cái thuốc đặc biệt để chữa đó, thì cái con siêu vi trùng đó nó cũng xâm nhập vào những cái bộ phận khác trong người và đặc biệt có cái gan. Thì người ta để ý là thấy là khi vô mình khai bệnh thì nhòm trong cái hồ sơ bệnh lý nó người bệnh nhân này có bị siêu vi trùng viêm gan B đang được chữa trị thuốc, nhưng mà tại sao bây giờ cái gan nó vô, cái men gan nó sưng cao quá chừng. Tuy rằng là thuốc men vẫn có thể tiếp tục được nhưng mà không đủ, không có chống cự lại nổi cái sức tàn phá của cái con COVID-19. Cho nên vì như vậy mà người ta hay đề nghị nó là khi mà vào thì là có thể là phải có cái danh sách thuốc để cho các bác sĩ biết rằng là đang uống thuốc gì, đang như thế nào. Và những cái đó bắt buộc phải tiếp tục chứ không thể nào mà ngưng được. Những cái trường hợp có thể chúng tôi ngưng chẳng hạn như vậy. Như ngày mai quý vị đi mổ về một cái gì đó, buồng trứng tử cung hay là mổ sạn trong túi mật. Thì khi mổ thì không được uống thuốc. Thì các bác sĩ mổ có thể sẽ ngưng cái thuốc gan của quý vị đó. Đặc biệt là siêu vi trùng viêm gan B. Trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày tới lúc mổ xong rồi mà ăn uống lại được thì là trở lại uống cái đó. Thì không sợ lắm. Nhưng mà hỏi bác sĩ Trường Sinh, thí dụ như mà đi mổ thì người ta truyền nước biển thì ta không truyền được thuốc viêm gan qua biển, nước biển ha? Không có, chỉ có thuốc uống thôi. Thuốc uống. Cho nên vì vậy mà quý vị phải uống thuốc. Thì những trường hợp bất khi mổ thì cái ruột mình nó không làm việc, các bác sĩ không cho uống thuốc, không cho ăn, không cho làm gì hết. Tới lúc cái bộ phận tiêu hóa nó làm việc trở lại rồi thì mới bắt đầu uống thuốc lại. Thì trong những khoảng trường hợp 3-4 ngày mà sau khi mổ xong, cái đó thì không sợ lắm. Nhưng mà vì COVID-19 đó, nó sẽ làm cho quý vị kiệt quệ rất là dễ dàng. Cho nên vì lý do đó mà cái vấn đề mà không có thuốc để chữa cái siêu vi trùng viêm gan B sẽ làm cho cái gan của quý vị nó nổi khùng lên và nó bùng dậy và nó làm rất là nguy hiểm, nó có thể phá hư gan được. Nhưng mà hỏi bác sĩ Trường Sinh nè, thí dụ như mà người mà ta vô trong nhà thương, người ta đã bệnh nặng rồi, người ta không có ăn uống được thì phải truyền bằng nước biển thôi. Thì người ta chữa COVID đó bằng những cái thuốc qua nước biển, người ta cho thở máy này nọ. Thì lúc đó, như bác sĩ Trường Sinh nói, đâu có thuốc mà về bệnh đau gan mà do truyền qua nước biển thì làm sao? Đúng vậy. Cho nên vì lý do đó mà khi mà đi vô trong nhà thương, người ta phải cẩn thận theo dõi cái men gan của quý vị mỗi ngày. Nói như vậy, chứ ví dụ như hy vọng thôi là cái COVID-19 nó vô, nó làm cho quý vị ở trong phòng săn sóc đặc biệt. Tôi nói ví dụ như 1 tuần, 10 ngày rồi đi ra ngoài được thì cái đó là quá mừng rồi. Nhưng mà có những người mà để cái bệnh của họ nó tiến triển quá mạnh mà người ta không làm được một cái gì khác hơn là cứ ở trong phòng săn sóc đặc biệt để cho máy thở, thì những trường hợp đó đó người ta cũng rất là khó mà có thể giúp được cho cái gan. Thì có những người, người ta nghĩ là ồ vậy cái thuốc đó thì
quý vị nên nhớ ngoài cái ống vô trong miệng á, quý vị không gặp những trường hợp đó, nhưng mà chúng tôi hầu như là thấy thường xuyên thì có một cái ống vô trong mũi nữa, và cái ống nhỏ nhỏ, ống nhựa trong mũi, cái đó nó chạy vô trong bao tử, để ví dụ như trong bao tử quý vị có nước người ta hút ra, hoặc có thể bơm nước vô trong, hay là có những loại thuốc mà nó là hình dạng là thuốc nước á, người ta có thể cho qua cái ống đó, nó vô từ mũi, nó vô thẳng vô trong cái bao tử của chúng ta luôn. Thì những cái thuốc mà về gan á, có thể tán nhuyễn ra được, nghiền nát nó ra được. Tuy rằng là cái sự hấp thu nó sẽ giảm đi, nhưng mà ít nhất cũng có thể cho những cái thuốc đó mà tán thành bột để đi vô, để giúp tránh cho cái con siêu vi trùng nó trở mạnh lên và nó phá hư cái gan của mình. Tuy rằng là bác sĩ Xuân tôi hỏi, ủa tại sao không có thuốc chích vô trong gân máu chưa? Cái thuốc gan chỉ có thuốc uống mà thôi, chứ chúng tôi không có thuốc chích. Cho nên vì lý do đó mà phải nghiền cái thuốc đó ra, xong rồi cho vô trong ống đó, rồi xối cho nó chạy vô trong đó. Hy vọng cơ thể quý vị sẽ hấp thu được và tránh được cái gan không có bị bùng dậy và nó phá. Tại vì khi mà đang chữa siêu vi trùng viêm gan B, rồi vì một lý do gì đó, chẳng hạn như là COVID-19, đã có những trường hợp bệnh nhân của tôi đi chơi cho đã luôn, quên không đem theo thuốc, hay là vì lý do thì bảo hiểm không còn, không mua được thuốc. Và đó là rất là nguy hiểm, tại vì đó là cơ hội để giúp cho cái con siêu vi trùng đó nó bùng dậy, nó tăng trưởng nhiều, và khi nó tăng trưởng lên nhiều rồi thì nó phá cái gan. Để hỏi bác sĩ Trần Sinh nè, ví dụ như như vậy đó, là những người mà đi vô nhà thương với vấn đề COVID-19 là mà nặng á, thì là phải vô ICU rồi người ta phải truyền nước biển này nọ, thì phải cần vẫn tiếp tục phải uống cái thuốc mà về chữa bệnh đau gan thì qua bằng cái đường cái ống ba lô mũi. Thì á, ý cũng muốn nói là những người mà có những người bị COVID-19 người ta có thể cho về nhà, hoặc là những người không có triệu chứng gì hết thì những người đó bắt buộc phải tiếp tục uống thuốc mà mình đang uống thuốc về bệnh đau gan mà mình đang uống. Rất là đúng, Đó là phải vậy, nhắc nhở là vậy đó. đúng vậy, không có vì một lý do gì mà ngưng Không cái phải thuốc là vì siêu vi mình bị trùng viêm gan B COVID-19. cả. Cho nên quý vị mỗi lần đi khám các bác sĩ như chúng tôi, bao giờ chúng tôi cũng là nhắc nhở nhớ đừng có bỏ thuốc, đừng có lơ là quên bữa này quên rồi mai nhớ, thì cái đó rất là bậy. Tại vì chữa trị viêm gan B nó sợ một cái là nếu mà chúng ta lơ Chống là, lại. đúng vậy, thì cái con siêu vi trùng nó hay lắm, nó tăng trưởng lẹ lắm. Tôi thường hay ví dụ cho bệnh nhân đó, cho hiểu rằng là cái con siêu vi trùng đó giống như cái ổ ong, tôi bắt được rồi tôi bỏ trong cái thùng rác, tôi đẩy cái nắp lại, tôi ngồi tôi đè lên trên đó thì nó không làm ăn được gì, nó sinh sôi nó kêu gì nó kêu tôi không sợ, nhưng mà đó là đè đó, giống như là mình uống thuốc, bây giờ tự nhiên không uống thuốc nữa, giống mở nắp thùng rác ra là nó bay ra ra nó cắn mình là chết rồi. Thì y hệt như vậy, nếu mà cứ mường tượng cái tương Cứ tự bỏ bỏ giống vô như vậy thùng rác đó kìa, mình đậy lại rồi nó thì bao lâu mình mới có thể mình mở nó không ra mở cho nó được, chết, không mở vậy được. là uống suốt đời. Thì chính vì vậy là tại sao khi chữa siêu vi trùng viêm gan B là uống thuốc suốt đời, Uống thuốc không suốt bỏ đời. được. Nhưng mà mình thấy lạ, thí dụ như trong người mình á đã có con vi trùng viêm gan B mà thêm một con vi trùng khác COVID vô, mà B con vi trùng này nó không đánh con kia hả? Không có đâu, tại vì nó cái cơ cấu nó khác nhau, làm sao có đánh nhau được, nó chỉ vô nó hỗ trợ với nhau để đi giết mình cho sớm thôi, chứ làm sao mà nó đánh nhau được. Mấy cái con đó toàn đi vô để phá chuyện, đi gây chuyện cho cơ thể của mình thôi, gây bệnh, chứ không phải là con này bỏ về cho con như cho hai con quánh lộn nhau cái mình đứng giữa mình cười, không phải vậy. Cái hình thức đó là không phải là cái lối chữa. Nhưng mà khi mà một con đã sợ rồi, siêu vi trùng viêm gan B, giờ có thêm con COVID-19 vô nữa là hai con nó quậy mình là phiền lắm, và Thì sợ nhất là cái gan. nếu nói như bác sĩ Trường Sinh thì đó là một cái bác sĩ Trường Sinh nghĩ như vậy, nhưng mà thường á mình có nghĩ rằng khi mình đã có bao giờ mà có trường hợp mà mình có hai con vi trùng một lần mà nó vô nó trong cơ thể mình không? Thí dụ có bao giờ bác sĩ Trường Sinh thấy có hai con vi trùng như hepatitis B, viêm trùng viêm gan B và Có C sao một lần không? không có hai con, và chính vì vậy cái là cái sợ nữa, sẵn bác sĩ Xuân tôi hỏi thì tôi trả lời luôn, một khi mà bị hai con siêu vi trùng viêm gan B và C tại hai con, cái lối hình thức nó xâm nhập vô trong cơ thể mình, nó truyền vô cơ thể mình, nó gần gần giống như qua cái ngã máu á, thì khi mà tôi chữa quý vị cho siêu vi trùng viêm gan C, tôi phải tìm trước xem có cái con B nó nằm trong hay không, tại nếu có nó là phải diệt con đó xuống, chứ nếu không mà tôi chữa con B thì cái con chữa con siêu vi trùng viêm gan C thì con vi trùng gan B nó lợi dụng thời cơ nó bùng lên và có thể chết. Chính vì lý do tại sao hai con vào là nó hợp lực với nhau, chứ nó không có chống cản lại với nhau để cho giúp cơ thể chúng ta, không, khi mà bị hai con là phiền lắm.
Hoặc là có thể có những người chẳng hạn như người ta gọi là bị HIV đó, rồi là một loại siêu vi trùng, thêm vô cái con hepatitis B rồi thêm hepatitis C nữa thì thôi loạn sàn ngầu lên rồi. Cho nên vì lý do đó mà tại sao không có hai con siêu vi trùng vô mình nó chống lại, nó giúp cơ thể chúng ta, nó chỉ làm cho chúng ta bị bệnh nặng hơn mà thôi. Bác sĩ xin tôi tưởng có một con vi trùng nằm sẵn rồi con kia vô nó đánh lộn nhau thành con kia bị lòi ra thôi, vậy thì Hay hiểu quá, rồi. đầu óc của bác sĩ chúng tôi quá đơn giản, vậy mà làm bác sĩ được. Quá làm được nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị một đêm an lành. Xin chào quý vị khán thính giả. Xin chào bác sĩ Trường Sinh. Xin chào quý vị.